Xin chào quý bà con, hôm nay chúng tôi mời bà con cùng trải nghiệm bình xịt điện Takio. Đến quý bà con dòng bình phun thuốc trừ sâu, chạy điện chính hãng Takio, kết hợp với súng phun xương cao áp Takio TK3X, sản phẩm tiên tiến, hiện đại nhất, tốt nhất hiện nay cho việc phun thuốc, da dạng xương hơn, mịn hơn, tiếp xúc diện rộng hơn, phun cao và xa hơn, giúp thời gian xịt thuốc nhanh và hiệu quả hơn, gấp 3 đến 5 lần. Các loại bình xịt điện khác trên thị trường, sản phẩm chính hãng Takio được rất nhiều bà con nông dân ưa chuộng sử dụng. Bình xịt điện chính hãng Takio giúp bà con rất nhiều trong việc phun thuốc bảo vệ cây trồng của mình trước các loại sâu bệnh hại, giúp mang lại mùa vụ bội thu cho bà con. Ưu điểm nổi bật của bình xịt điện Takio kết hợp với súng phun xương cao áp Takio TK3X: 1. Thiết kế gọn nhẹ. 2. Dễ sử dụng. 3. Giá thành rẻ. 4. Công suất hoạt động cao. 5. Lượng phun xương mạnh và đều, áp lực phun lớn. 6. Tiết kiệm điện và nhiên liệu. 7. Thời gian sử dụng được lâu. 8. Vỏ cứng bền chắc chống va đập. 9. Độ bền cao. Hướng dẫn sử dụng bình xịt điện Takio kết hợp máy phun xương cao áp Takio TK3X. Việc sử dụng bình xịt điện vô cùng đơn giản. Đầu tiên bạn cần nạp đầy điện vào bình ắc quy, dựa vào diện tích cần xịt để có lượng thuốc và nước hợp lý để cho vào bình. Sau đó chỉ cần bật công tắc khởi động máy là đã sử dụng được rồi. Khi mua bình xịt điện Takio, bạn sẽ được tư vấn tận tình và hướng dẫn sử dụng, kèm theo đó là cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Chúng tôi vừa hướng dẫn khái quát về bình xịt điện Takio kết hợp máy phun xương cao áp Takio TK3X. Nếu bà con nào quan tâm đến sản phẩm hãy liên hệ số điện thoại bên dưới video để được tư vấn chi tiết về máy. Xin trân trọng cảm ơn quý bà con.